Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với quyết tâm và sự năng động của tuổi trẻ, anh Triệu Ông Nhì đã phát triển kinh tế, giúp đỡ nhiều hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Lào Cai giành cúp bạc toàn đoàn tại cuộc thi câu lạc bộ văn toán tuổi thơ toàn quốc. Tin trong nước và thế giới, Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động ứng phó thiên tai tại Bắc Bộ. Luật nhập cư mới của Nhật Bản có hiệu lực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, Đảng bộ xã Cốc San, thành phố Lào Cai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về bài viết tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Và tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, các đại biểu tham gia tìm hiểu tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã Cốc San nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó có thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngày 10 tháng 6, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 79 năm 2024. Tham gia lớp học có 92 quần chúng ưu tú đến từ 11 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, các học viên tìm hiểu, học tập một số chuyên đề, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên. Sau khi học hết bậc trung học cơ sở, do gia đình khó khăn, anh Triệu Ông Nhì không có điều kiện tiếp tục học lên bậc cao hơn. Vậy nhưng với quyết tâm và sự năng động của tuổi trẻ, ở tuổi 27, anh Nhì đã có nền tảng kinh tế khá vững chắc, có điều kiện giúp đỡ các hộ khó khăn trong thôn cùng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Sau nhiều năm luẩn quẩn trong vòng đói nghèo, năm 2023 vừa qua, gia đình ông Đặng Quý Hương đã vươn lên hộ cận nghèo và dự kiến sẽ thoát nghèo trong năm nay. Góp phần vào sự đổi thay của gia đình ông Hương có sự hỗ trợ vốn, phân bón để đầu tư phát triển sản xuất của gia đình anh Triệu Ông Nhì. Cháu Nhì nó cũng thương người già, nó cho tiền vay đấy để làm vốn, cả phân tính về cả tiền tầm 50 triệu rồi. Đấy, một là bón cây, hai là trồng sắn, ba là trồng bón lúa. Nó cho mình thì mình cố gắng phấn đấu thôi, thì nó có ăn thôi, có tiền thôi. Đấy, bây giờ làm các cái cũng tiến lên một tí rồi, chắc là thoát rồi. Ngoài gia đình ông Hương, còn có bốn hộ nghèo khác ở thôn Nậm Lạn được anh Nhỉ cho vay vốn không lấy lãi với tổng số tiền 200 triệu đồng. Để có nguồn lực giúp đỡ mọi người, anh Triệu Ông Nhỉ đã tập trung phát triển kinh tế rừng. Có nguồn thu, anh sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các hộ khó khăn hơn với mong muốn xây dựng thôn bản ngày càng phát triển. Đứng được nhà nước hỗ trợ về vay vốn, mình cũng có trồng được ít quế. Là mình khai thác ít quế, mình cũng có ít vốn để cho các hộ nghèo nó vay, mình cho họ vay ở tiền mặt, cũng có cả phân bón cây con họ cần gì mình cho vay đấy. Có 5 hộ thì bây giờ có 1 hộ nó thoát nghèo, còn mấy hộ kia cũng đang làm, cũng phát triển kinh tế rất đang tốt dần lên ạ. Thôn Nậm Lạn, xã Nậm Giạng có 42 hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống,
cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ về vốn, tư liệu sản xuất của những người như anh Nhỉ đã giúp không ít hộ nghèo có nguồn lực, tự tin phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cả thôn hiện chỉ còn 9 hộ nghèo và cận nghèo. Đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền đến các chi bộ và tuyên truyền trong cái hội nghị tuyên vận hàng tháng đến các thôn bản để cho nhân rộng các cái mô hình cũng như là tuyên truyền cho bà con là sẽ đoàn kết giúp đỡ nhau để giúp đỡ những hộ khó khăn, những hộ giàu thì giúp đỡ những hộ còn khó khăn để vươn lên, để thoát nghèo. Với khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu và tinh thần sẻ chia, anh Nhỉ đã trở thành điểm tựa, tạo dựng sự kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng giúp nhau vượt khó vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng dân cư, đưa bản người Dao Nậm Lạn ngày càng phát triển. Qua khảo sát của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ học sinh sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đạt cao, với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Đối với sinh viên trình độ cao đẳng, tỷ lệ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt từ 80 đến 100%. Nhiều ngành nghề 100% sinh viên có việc làm ngay như nghề hàn, nghề công nghệ ô tô, hướng dẫn du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kỹ thuật xây dựng, tiếng Trung Quốc. Đối với học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp, ngay sau khi tốt nghiệp đa phần học tiếp trình độ văn hóa giáo dục thường xuyên hệ trung học phổ thông. 80% số còn lại cũng có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều ngành nghề được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi học sinh đi thực tập tốt nghiệp. Đối với phân hiệu Đèo Thái Nguyên tại Lào Cai, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho người lao động, giải quyết việc làm sau đào tạo đạt tỷ lệ 96,8% trong năm 2024. Đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã xuất sắc giành cúp bạc toàn đoàn cả bậc tiểu học và trung cơ sở tại cuộc thi câu lạc bộ Văn toán tuổi thơ toàn quốc. Năm nay, cuộc thi có 26 đoàn, gồm 440 thí sinh và chia thành 25 đội cấp tiểu học, 19 đội cấp trung học cơ sở đến từ 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Sau 2 ngày diễn ra, đoàn thi của Đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai có 27 trên 30 học sinh đạt giải, trong đó có 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 15 huy chương đồng và 3 giải triển vọng. Nổi bật nhất là em Phí Thủy Linh, học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, được vinh danh cao điểm nhất môn ngữ văn. Đây là dịp để học sinh toàn quốc giao lưu, học hỏi và trải nghiệm nâng cao kiến thức văn toán. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 sẽ diễn ra tại thị xã Sapa trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2024. Dự kiến sẽ có hơn 500 huấn luyện viên, học viên đến từ các câu lạc bộ yoga trong nước và quốc tế tham dự sự kiện này. Theo chương trình của ban tổ chức, tối ngày 21 tháng 6 sẽ diễn ra chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày hội tại sân quần thị xã Sapa. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Ấn Độ. Ngày 22 tháng 6, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Công viên Văn hóa các dân tộc với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, với điểm nhấn là màn đồng diễn yoga của hàng trăm học viên đến từ các câu lạc bộ trong nước và quốc tế. Trong dịp này, thị xã Sapa cũng sẽ tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm đặc trưng về văn hóa và tri thức bản địa của các dân tộc trong tỉnh. Thông qua ngày hội sẽ góp phần tăng cường giao lưu, tinh thần đoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa nhân dân Lào Cai với nhân dân Ấn Độ, đồng thời quảng bá hình ảnh năng động, mến khách của con người Sapa tới du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khi đến với cao nguyên Tráng Bắc Hà, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chú ngựa như thế này. Với vẻ ngoài mạnh mẽ, tính cách hiền lành, gần gũi, từ lâu những chú ngựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao nói chung, Bắc Hà nói riêng. Với nhiều du khách khi thăm dinh thự Hoàng A Tường ở thị trấn Bắc Hà, rất ấn tượng với hình ảnh một chú ngựa bạch và cậu bé người Nùng Lâm Hiếu Khang thân thiết bên nhau vào mỗi sáng cuối tuần. Chú ngựa với cái tên A Bạch được thuần dưỡng, biết nghe lời cậu chủ nhỏ. Gia đình cháu nuôi được 3 năm rồi ạ. Ở nhà thì cháu tắm rửa cho nó và thái cỏ
cỏ và múc cỏ cho nó, cho nó nằm, nó rất, bây giờ nó rất thuần cháu ạ. Chú ngựa 5 tuổi này với cái tên A Vương là của anh Thảo Sơ Phừ, xã Bản Phố, liên tục giành được nhiều thành tích tại các giải đua ngựa ở huyện Bắc Hà, thị xã Sapa như vô địch giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà 2023, vô địch giải vó ngựa trên mây tại thị xã Sapa năm 2022, á quân tại giải đua ngựa Bắc Hà năm 2019. Con ngựa của Bắc Hà thì nó có cái thể hình là nhỏ gọn mà nó chắc. Cái ngựa mà màu đỏ như này là loại dòng ngựa mà khỏe nhất. Nhìn nó nhỏ gọn thế này thôi, nó nhanh và nó khỏe lắm. Thí dụ như cái con này của mình ấy thì nó có thể thổ được 2,5 tạ. Giống như A Bạch và A Vương, mỗi chú ngựa đều mang một ý nghĩa đặc biệt với bà con vùng cao Bắc Hà. Đó không chỉ là tài sản đáng giá mà còn được coi như một thành viên trong gia đình, được chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận. Ngày nay, ngựa ngoài việc giúp bà con trong công việc nương rẫy thì còn được nuôi để làm dịch vụ du lịch, mang lại thêm nguồn kinh tế cho nhiều gia đình. Em thấy ngựa ở Bắc Hà rất là đẹp. Lần đầu thì em cưới con ngựa thì cảm thấy là cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà cưới được một lúc thì thấy rất là vui, con ngựa rất là hiền. Với nhiều lợi ích mang lại, những chú ngựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều gia đình ở Bắc Hà. Với du khách, bên cạnh khám phá phong cảnh, văn hóa, ẩm thực, thì những hoạt động trải nghiệm thú vị bên cạnh những chú ngựa đáng yêu này sẽ là gợi ý tuyệt vời khi đến với mảnh đất cao nguyên trắng. Tiếp theo chương trình, Quảng Ngãi phát động phong trào 30 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng. Mỹ, Hàn họp nhóm tư vấn hạt nhân song phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và 16 địa phương miền Bắc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động ứng phó với thiên tai. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương khắc phục nhanh nhất hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, sớm ổn định lại đời sống nhân dân, đồng thời tiếp tục tổ chức rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 đến 17 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại đô thị. Thủ tướng yêu cầu các ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác, ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. 30 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng là phong trào đã được huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phát động nhằm đạt mục tiêu hoàn thành giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong tháng 6. Để hiện thực hóa quyết tâm này, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Dự án cao tốc Bắc Nam qua xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa có chiều dài hơn 4 km. Đây cũng là địa phương duy nhất của huyện còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Trước tháng 6, xã còn 31 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Nhờ tuyên truyền vận động, những ngày qua đã có thêm 12 hộ dân đồng ý di rời. Trong thời gian này, huyện tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ các gia đình có nhu cầu di rời tài sản và làm nhà tại nơi ở mới. Huyện Tư Nghĩa đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Ngoài những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch, nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch riêng, góp phần làm đa dạng các sản phẩm du lịch để lại ấn tượng cho du khách. Mất khoảng 30 phút đi ô tô từ trung tâm thành phố, làng cá sấu Hoa Cà hay còn gọi là làng cá sấu Sài Gòn là đặc sản du lịch quận 12, là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Bởi nơi đây là một quần thể liên hoàn gồm nhà triển lãm, trang trại nuôi cá sấu, công viên mini, đặc biệt với không gian gần gũi với thiên nhiên đem lại cảm giác thư thái. Chúng tôi khuyến khích người ta câu để làm gì để cho cá sấu nó vận động, khi nào nó làm bố mẹ thì nó sẽ tốt. Cho nên là khuyến khích người ta câu cá sấu để tập thể dục cho cá sấu đấy. Và cái đó rất là vui. Một sản phẩm du lịch quận huyện độc và lạ khác đang thu hút đông đảo du khách, nhất là khách quốc tế, đó là tour Nhà Bè Ngàn Lẻ Một Đêm. Vừa đạp xe len lỏi trên những con đường vắng, trải mình với thiên nhiên và màn đêm tĩnh lặng, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn bản địa dân dã.
ở phía ủy ban thì cũng hỗ trợ tối đa cho người dân, là thứ nhất là sửa sang lại nhà cửa, rồi trồng cây đồ, dọn dẹp đường xá để cho cái việc mà lưu thông nó thuận tiện hơn, để phục vụ cho cái việc du lịch check-in ở khu vực này. Có thể khách rất là thú vị, nhưng mà với chúng tôi thì vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thêm nhiều thứ. Đây chỉ là bước đầu, và chúng ta họp hành, chúng ta kêu gào như thế đủ rồi. Có mọi người làm cái gì đi. Những tour tuyến mới được xây dựng ngày càng phong phú cho thấy du lịch thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều tiềm năng, dư địa phát triển. Các quận, huyện cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm đã có để thu hút khách. Đồng thời cần tính đến sự liên kết dựa trên tính liền kề, tương đồng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm, tham quan, khám phá của du khách. Chuyển sang cho thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Gantz, thành viên của Đảng Liên minh Quốc gia, tuyên bố rút khỏi nội các chiến tranh Israel, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu ngăn cản Israel đạt được chiến thắng thực sự trong cuộc chiến chống Hamas. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Gantz, chính trị gia có quan điểm ôn hòa thuộc Đảng Liên minh Quốc gia, cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang thất bại trong cuộc xung đột với Hamas ở dải Gaza. Ông Gantz cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước quyết định từ chức của ông Gantz, Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi ông không rời bỏ mặt trận. Đáng chú ý, Mỹ cùng ngày đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu về một kế hoạch ngừng bắn ngay lập tức và trao trả con tin giữa Israel và Hamas. Còn tại thực địa, Mỹ đã nối lại các chuyến bay thả hàng viện trợ xuống phía Bắc Gaza sau khi hoạt động vận chuyển bằng đường biển cũng được nối lại. Mỹ và Hàn Quốc đã khai mạc phiên họp thứ 3 của nhóm tư vấn hạt nhân song phương tại Seoul trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong phiên họp lần này, hai bên sẽ xem xét những diễn biến trong năm qua ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực này bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, thủ tục tham vấn hạt nhân trong các kịch bản khủng hoảng và tích hợp các năng lực thông thường và hạt nhân. Nhóm tư vấn hạt nhân song phương được thành lập theo tuyên bố Washington, được Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ thông qua trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington hồi tháng 4 năm ngoái. Cuộc họp lần thứ 3 này diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Luật nhập cư sửa đổi của Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định mới sẽ cho phép Tokyo trục xuất những người xin tị nạn đang trong quá trình xét duyệt đơn. Luật nhập cư sửa đổi cho phép trục xuất những người đã nộp đơn xin tị nạn từ 3 lần trở lên nếu không có căn cứ hợp lý để được chấp thuận. Những căn cứ này bao gồm các yếu tố như xung đột bùng phát ở quê hương người xin tị nạn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số lượng người xin tị nạn vào Nhật Bản đã tăng nhanh chóng kể từ năm 2022, khi nước này dần nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19. Thống kê cho thấy trong số 8.184 đơn xin tị nạn được xử lý vào năm ngoái, chỉ có 289 đơn được chấp nhận. Con số này khiến Nhật Bản bị chỉ trích vì có quá ít người tị nạn được tiếp nhận. Du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế trụ cột ở Trung Quốc, với 4,89 tỷ lượt du lịch nội địa trong năm ngoái, tăng 93,3% so với năm trước đó. Sự ưa chuộng trang phục truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể, bảo tàng, thị trấn và phố cổ được bảo tồn tốt đã tạo nên sức sống cho ngành du lịch tại Trung Quốc những năm gần đây. Thị trường du lịch phát triển mạnh ở Trung Quốc còn được củng cố nhờ cơ sở hạ tầng cải thiện, thu nhập người dân tăng cũng như cách thức giới thiệu sản phẩm du lịch sáng tạo, du lịch thông minh. Theo đó, điểm du lịch không còn chỉ dừng ở cảnh quan thiên nhiên hay di tích văn hóa mà còn mở rộng sang nông thôn, tham quan băng tuyết, địa chỉ đỏ hay công viên giải trí theo chủ đề. Dự kiến tiêu dùng du lịch sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy cầu nội địa Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, nằm tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, nhà hát đó dù chỉ mới được khai trương đã nhanh chóng khẳng định mình như một dấu ấn nghệ thuật độc đáo trong lòng du khách và người dân. Được xây dựng với hình dáng một chiếc đó, nhà hát này không chỉ thể hiện nét đẹp kiến trúc Việt Nam mà còn tạo nên sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh độc đáo về nhà hát đó trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.